bạn đang quay trở lại với channel của Quỳnh Mai và một ngày rất là đẹp của Nha Trang. Và ngày hôm nay thì Quỳnh Mai sẽ đổi gió đưa các bạn đi một vòng Diên Khánh để xem là những điểm nổi bật và đẹp ở Diên Khánh để mình cùng trải nghiệm nha. Còn bây giờ thì Quỳnh Mai đi thế nào? Và bây giờ thì bọn mình đang có mặt ở trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp để đi đến điểm đến đầu tiên của chúng ta, đó chính là chùa Suối Đổ. Và chùa Suối Đổ là một trong những địa danh tâm linh rất là nổi tiếng ở khu vực Khánh Hòa và đặc biệt tại thành phố Nha Trang. Chùa thì nằm ở phía tây của dãy núi Hoàng Ngưu và cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 30 km. Và bây giờ thì hãy cùng theo chân bọn mình nha, để mình đến với địa điểm đầu tiên của chúng ta, chính là chùa Suối Đổ. Đồng lu thắng canh cò bay lấp lên. Chúng ta đang đi ở trên đoạn đường vào gần đến chùa Suối Đổ rồi. Cảnh quan ở đây rất là đẹp, với những cánh đồng rất là bát ngát, trong xanh luôn mọi người ơi. Và Mai thấy thì cũng có khá là nhiều người cũng đang đi đến chùa. Khung cảnh rất là hùng vĩ, rất là nên thơ, trữ tình. Lâu lâu mà rời thành phố đi gọi là đi đến một nơi xa thì cũng có thể đi ghé qua đây ha, ngắm được cái khung cảnh bình yên giữa những ngày đầu xuân như thế này thì rất là tuyệt vời. Quá đĩa quá đĩa, đã tới nơi rồi, điểm giữ xe free. Các bạn ơi, mới làm một điểm đến đầu tiên thôi, nhưng đối với mình cảm thấy rất áp lực. Tại vì sao? Tại vì mình phải lái xe đó mọi người. Đầu tiên mình nghĩ là trời nắng quá như thế này, mình nghĩ mình nên lái xe để mình đi. Nhưng mà mình là con gái mà, vô mấy cái chỗ mà ngoặt ngoẹo là mình sợ lắm. Nhưng mà mới là điểm đến đầu tiên thôi, chắc còn khổ dài dài đó. Nên là thôi bây giờ mình xuống đến địa điểm đầu tiên nha các bạn nha. Mới đi có chút xíu thôi mà mệt chịu không nổi rồi. Mà may sớm mà còn dặn mang đôi dép á. Tí nữa là bọn mình sẽ đi bộ lên trên này nè mọi người. Còn một đoạn nữa thôi, anh đi thôi nè. Chỉ 10 phút đi bộ thôi thì Quỳnh Mai đã có mặt tại chùa Quan Âm Suối Đổ rồi. Thì bây giờ mời tất cả mọi người cùng theo chân mình để xem là kiến trúc của chùa Quan Âm Suối Đổ có những nét gì độc đáo bên cạnh một con suối rất là mát với một thác nước rất là mạnh nha. Xin mời mọi người cùng theo chân mình nha. Và để hiểu rõ hơn về nguồn gốc của cái tên chùa Suối Đổ thì bây giờ Quỳnh Mai sẽ dắt các bạn đi đến ngắm nhìn một con suối và kể cho các bạn biết một vài nét đặc trưng về cái tên gọi này nha. Xin mời. Tên gọi của chùa Suối Đổ bắt nguồn từ việc là con suối chảy từ trên cao với dòng nước rất là mạnh và các phiến đá hoa cương lung linh với rất là nhiều kích cỡ, và con suối này chảy xuống dưới tạo thành những cái hồ nước lớn rất là thơ mộng. Và theo dân gian thì chính tại nơi đây bà Thiên Y Anna đã đến hóng mát và nghỉ chân lúc mà ngao du, cho nên từ đó thì có cái tên là chùa Suối Đổ. Và bây giờ thì Quỳnh Mai xin mời tất cả mọi người cùng theo chân mình để đi đến Phổ Đà Sơn Tự ở phía bên trên. Nữa thì bọn mình sẽ di chuyển theo cái đường thứ hai để đi sang Phổ Đà Sơn Tự. Và ở đây là kiến trúc dùng để thờ Phật Bổn Chư Di Đà. Và so với quy mô thì ngôi chùa này sẽ nhỏ hơn chùa Quan Âm một xíu, nhưng mà cảnh sắc thiên nhiên thì sẽ đẹp hơn với rất là nhiều hồ sen và những cái núi đá bao quanh. Ở trên độ cao này thì không khí rất là trong lành và mát. Tuy nhiên bởi vì khá là nắng cho nên là khi mọi người đi đến đây thì mọi người cũng nên trang bị kem chống nắng cho mình, hoặc là mang thêm một chai nước để phòng khi mà mình đi giữa đường mệt như vậy nè mọi người, mình có nước mình uống. Con đường để đi lên Phổ Đà Sơn Tự thì có khoảng 100 bậc thang,
Mà lâu rồi Quỳnh Mai không có vận động và leo núi như thế này á, cho nên là leo núi như thế này mà cảm giác nó hơi mỏi một chút, nhưng mà nó sẽ cải thiện được sức khỏe cho mình nè. Phổ Đà Cảnh Tác. Đường lên suối đổ Phổ Đà Sơn, ngọn núi treo leo thác đổ dồn. Khi đến chân chùa ta lại thấy tâm hồn thoát tục hết sầu vương. Đây là bài thơ của tác giả Hồ Thị Cúc, pháp danh là Nhuận Hoa, là sáng tác năm 2000. Và thế là chúng ta đã tham quan xong địa điểm đầu tiên, chính là chùa Suối Đổ. Bây giờ thì hãy cùng theo chân Mai mình đến với địa điểm tiếp theo nha. Xin chào mọi người đang đến với địa điểm thứ hai cùng theo chân Mai đến với giáo xứ Hà Dừa, nằm trên tỉnh lộ 2, Diên Thạnh, Diên Khánh, Khánh Hòa. Và bây giờ chúng ta cùng đi một vòng để tham quan giáo xứ Hà Dừa nha. Và có dịp đến Diên Khánh, khi mà chúng ta đi qua khỏi Tây Môn Thành, Khánh Hòa, theo tỉnh lộ 4 lần về hướng Tây khoảng 100m thì chúng ta sẽ bắt gặp được một ngôi thánh đường rất là nguy nga với tháp chuông cao ngất và một cái khung cảnh rất là cổ kính, đó chính là giáo xứ Hà Dừa. Và không hiểu sao từ bao giờ mà có một cái tên gọi là Hà Dừa, nhưng mà theo truyền thuyết thì xưa kia hai bên bờ sông ở đây mọc toàn là dừa nước, cho nên mới có tên là Hà Dừa, tức là xứ có nhiều dừa, hay là xứ có nhiều dừa bên cạnh một con sông thì gọi là giáo xứ Hà Dừa. Với số giáo dân hiện tại của giáo xứ Hà Dừa là khoảng 3.500 người, và cùng với sự phát triển của xã hội thì giáo xứ Hà Dừa cũng đã dần dần thay da đổi thịt. Và giáo xứ Hà Dừa chính là địa điểm tiếp theo mà Quỳnh Mai muốn mách nước cho các bạn bỏ túi khi mà check-in tại thị trấn Diên Khánh. Giáo xứ Hà Dừa không chỉ là một điểm đến cho chúng ta có thể tham gia thánh lễ và cầu nguyện, mà còn là một nơi rất lý tưởng cho các cặp đôi muốn chụp ảnh cưới tại đây. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng theo chân Mai đến với địa điểm tiếp theo thôi nào. Và sau khi chúng ta đã tham quan giáo xứ Hà Dừa thì bây giờ cũng đã khoảng là 12 giờ trưa rồi, Quỳnh Mai sẽ dắt các bạn đi ăn trải nghiệm một món ăn rất là nổi tiếng tại thị trấn Diên Khánh, đó chính là bánh ướt Diên Khánh. Và Quỳnh Mai đang có mặt tại một quán ăn khá là lâu đời về món bánh ướt độc đáo này, là bánh ướt Cầu Lùng, có địa chỉ là ở Phú Khánh Hạ, Diên Thạnh, Diên Khánh. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo chân Mai để chúng ta thưởng thức món ăn này. Hai, và bây giờ mình đã có đầy đủ các món ăn trên bàn rồi. Ở đây thì mình có 3 loại nước chấm, đó là mắm bình thường, mắm nêm, và đây món đặc biệt hơn là mắm ruột, rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ mình sẽ nặn một miếng chanh vô nha. Rồi sau đó mình sẽ lấy tên thơm lắm mọi người. Mình có hai cách để ăn bánh ướt. Một á, mình sẽ lấy cái bánh mình cuộn lại, sau đó mình sẽ chấm nước chấm. Xin mời mọi người. Và ở trên bộ dĩa bánh ướt này thì mình có một ít sốt hầm phi. Rất là ngon. Rồi bây giờ Quỳnh Mai sẽ cuốn vô, bỏ một ít giá vô, rồi bỏ một miếng chả và thêm một miếng xoài và thêm một ít rau lên. Đầy đủ topping như vậy xong rồi mình sẽ cùng nhau mình cuốn. Rồi bây giờ mình sẽ cuốn lại. Rồi bây giờ mình sẽ chấm nước chấm nha. Xin mời cả nhà. Bánh ướt rất là nóng, chả rất là thơm, rất là giòn, rất là dai, còn hòa quyện với lại giá và xoài nữa thì rất là tuyệt vời. Bây giờ thì Quỳnh Mai sẽ thử thách cameraman của mình và mình để coi là mình ăn được bao nhiêu dĩa xếp chồng lên nhau nha. Bây giờ thì mời mọi người cùng Mai thưởng thức nha. Và bây giờ thì mình đang ở trên cung đường rất là đẹp để đi vào Am Chúa
hai bên đường rất là nhiều hoa. Hoa này hoa gì ta? Không biết. Cúc lợn. Léo thiệt chứ. Quá léo luôn. Chú ơi, đây em chú đúng không? Dạ. Dạ. Bây giờ con để xe chỗ nào hả? Cho chạy lên luôn, đợi con bỏ cho em luôn. Chạy lên lên đây thôi chứ. Dạ. Xin chào mọi người, và địa điểm tiếp theo trong chuyến đi ngày hôm nay mà Quỳnh Mai muốn giới thiệu đến mọi người đó chính là di tích Am Chúa. Và di tích Am Chúa thì được tọa lạc ở trên một ngọn đồi có tên là núi Đại An, hay còn gọi là núi Dừa, thuộc thôn Đại Điền Trung, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh và cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 25 km. Bây giờ thì Quỳnh Mai xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng tham quan di tích Am Chúa nha. Và di tích Am Chúa chính là nơi thờ Thánh Mẫu Thiên Nghi Anna, hay còn gọi là bà mẹ xứ Sở, người đã khai sáng và truyền dạy cho dân chúng cách làm ăn và sinh sống. Và tín ngưỡng thờ bà Thiên Nghi Anna được bắt nguồn từ tục thờ bà Bonaga của người Chăm. Hay nói đúng hơn là những người Việt khi mà định cư ở vùng đất này. Và đến nay thì ở Khánh Hòa của chúng ta vẫn lưu truyền câu nói là Am Chúa hiển nhân, tháp bà hiển thánh, như là một lời khẳng định về sự nối liền giữa di tích Am Chúa và tháp bà Bonaga. Và thành cổ Diên Khánh chính là địa điểm cuối cùng mà Quỳnh Mai muốn gửi đến các bạn trong trekking một vòng Diên Khánh ngày hôm nay. Hy vọng đã mang đến cho các bạn những trải nghiệm thú vị khi đến với thị trấn Diên Khánh. Còn bây giờ thì channel của Quỳnh Mai trong số một vòng Diên Khánh tuần này đã kết thúc. Nếu các bạn thấy hay và hấp dẫn thì có thể like và subscribe kênh của Quỳnh Mai nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi tiếp theo.